xin chào tất cả mọi người. Chào mọi người đã quay trở lại với kênh Bắc Tài Vlog của mình. Hôm nay mình sẽ quay lại một cái hành trình đưa khách đi Sài Gòn nha mọi người ơi. Hiện tại bây giờ mình đang có mặt tại phường 8 thành phố Cà Mau. Mình mới vừa lấy xe từ gara xe luôn. Tại vì xe mình đậu bên phường 8 nha mọi người. Con vợ Ngọc Trinh, Ngọc Trinh của anh ta Ngọc Trinh của anh ta nha mọi người. Chứ mình không dám nói con vợ Ngọc Trinh của mình mọi người ơi. Mình chạy thuê thôi. Cái đường phường 8 này hiện tại bây giờ nó cũng còn khá là nhỏ nha mọi người. Nhỏ thế. Cái hành trình hôm nay thì mình sẽ đưa khách đi Sài Gòn. Mình sẽ chia ra làm hai tập nha mọi người. Một tập đưa lên và một tập đi về xe không nha mọi người ơi. Chỉ đưa lên thôi à, chứ không có đưa về. Đưa lên không à, chứ không có đưa về mọi người ơi. Nãy giờ cái xích beo mình không có thắt vô cho nên là nó kêu hoài luôn. Bây giờ phải thắt xích beo vô. Ok. Không. Thắt xích beo vô cái nó hết kêu liền không? Bữa nay thì mình sẽ rước khách tại qua cầu Lương Thế Chân một chút xíu nha mọi người. Đây là khu vực phường 8. Đây là đường Nguyễn Tất Thành nha. Mình sẽ chạy xuống tới chỗ rước khách là tầm khoảng 5 cây số nha mọi người, 5 cây số. Để một hồi hiện tại bây giờ khách hẹn mình 10 giờ thì bây giờ mới có 9 giờ rưỡi thôi. Nhưng mà mình sẽ đi xuống sớm một chút xíu. Rồi chút xíu có một thời gian thì mình sẽ review cái con vợ Ngọc Trinh này cho mọi người xem nha. Đây là một chiếc Solati Limousine 12 chỗ nha mọi người. Bên công ty Vĩnh Toàn của mình đang đầu quân nha. Anh em, cô bác, cô dì, chú bác nào mà muốn đi du lịch đó, mà đi Limousine hay là xe 16 chỗ, xe 29 chỗ, 7 chỗ đời mới gì đó, liên hệ với mình hoặc là liên hệ với công ty Vĩnh Toàn nha. Ok, để bây giờ mình trong thời gian còn dư khá là nhiều luôn, mình sẽ kiếm một cái chỗ nào đó để mình review xe cho mọi người xem nha. Để mọi người xem chi tiết chiếc xe này hơn. Để mọi người có thể là mọi người có muốn đi du lịch đồ đó, đi đâu á thì mọi người alo. Bây giờ mình sẽ ghé vô cái khu dân cư này đi. Tại vì cái khu dân cư này nó có chỗ trống nè. Nó có chỗ trống để mình review nha. Đây là khu dân cư Sao Mai Nhật Hồng nha mọi người. Mình sẽ rẽ trái vô. Wow, đèn xanh đèn đỏ rồi. Cái đèn xanh đèn đỏ rẽ trái sao nó hơi nhiều ta. Bây giờ mình bỏ cái kiến vô đây đi. Ôi 20 mấy giây luôn ông nội mẹ ơi. Trái cây kiều giao hàng tận nơi. Cái vựa trái cây kiều này, vựa trái cây này thấy là lớn dữ lắm luôn rồi đó, phủ khắp tất cả các huyện luôn rồi đó. Vận tải Sài Gòn 51D19104. Rồi giọt luôn, rẽ trái thôi. Mình sẽ kiếm một cái chỗ nào đó rộng rãi để mình review con vợ Ngọc Trinh cho mọi người xem nha. Hiện tại bây giờ cũng khá là nhiều bạn chưa biết con vợ Ngọc Trinh đây. Ok, chỗ nào mà rộng rãi đây. Wow, ở đây đậu xe khá là nhiều luôn á ta. Wow, ở đây rửa xe với gửi xe cũng khá là nhiều luôn nè.
cái khu dân cư Sama Nhật Hồng này mình thấy là hình như là trời mưa cũng ngập dữ lắm luôn đó nha. Quá wow, ngập nè mọi người ơi. Ok, chỗ nè, chỗ này rộng nè. Đó, chỗ này rộng nè, mình sẽ mở cửa ra, mình sẽ ở đây mình review cho mọi người xem nha. Đây cánh cửa, cánh cửa này là mở tự động cho mọi người. Đó, cái gọi lăng à, trước tiên là cái gọi lăng nha, gọi lăng Hyundai à. Đây là cái giá đỡ điện thoại mình đang gắn mình xài luôn. Ồ, túp lô nè mọi người. À, mọi người thấy đẹp không, màn hình Android. Ồ, đây là những cái nút bấm máy lạnh. Đó, đây là những bấm mở cửa nha, mở cửa khóa cửa nè, ưu tiên nè. Đây là hai cái nút mà cái cửa, cái cửa tự động nè. Đó, ở đây thì những cái cốp đồ để mình để đồ, thấy không? Ghế trước nè mọi người. Ồ, ghế trước nè. Công ty limousine. Ồ, ghế da nè, da cực kỳ là chất lượng luôn nha mọi người. Ngồi cực kỳ là êm đít luôn nha mọi người ơi. Đó, ghế bự lắm luôn á. Ok, bây giờ mình sẽ xuống mình review. À dạ. Ồ. Đây sẽ quay sơ cái đầu xe cho mọi người xem nha. Đó, cái đầu xe đẹp không mọi người? Đó, quay một vòng cho mọi người xem nha. Đây là một limousine 16 chỗ nhưng mà hạ xuống Solo T 16 chỗ nhưng mà phiên bản limousine 12 chỗ nha mọi người. Đó, biển số xe 00034 đây. Đây ngoài sau đít của em nó đây. Đây công ty du lịch Vĩnh Toàn này nha mọi người, số điện thoại này nha. Anh em nào có muốn thuê bao xe du lịch đó thì liên hệ với số điện thoại này nha, hoặc là liên hệ với mình. Đó. Và anh em có mà yêu cầu mình chở đi du lịch đó thì alo cho công ty Vĩnh Toàn và yêu cầu nha. Ok, bây giờ mình sẽ review cái dàn ghế bên trong nè. Đây, dàn ghế bên trong nè mọi người. À, wow, một cái khoang cực kỳ là rộng rãi luôn. Đó, đằng sau thì có ba ghế nha. Đây hai ghế nè, hai ghế nè. Đó, tổng cộng là 12 ghế nha mọi người. Đó, ghế nào nó cũng như ghế nào luôn, rộng rãi cực kỳ luôn. Cái này mình có thể mình hạ được luôn nha mọi người. Đó, cái ghế này có thể mình hạ được luôn. Còn cái đèn trần nè mọi người thấy không? Ồ, trên này có hai bên để mình để đồ nè. Đó, có hai bên để mình để đồ. Đó. Còn đây công ty limousine nè. Ở đây có mấy cái lò cực kỳ đẹp luôn ha. Đó, bên đây nữa nè. Đó, phần lái ngoài trước nè. Ok chưa? Đường bước lên nó cực kỳ là rộng rãi luôn. Đây là có một cái thùng rác để khách nè, cho khách bỏ rác nè mọi người. Mỗi ghế thì có điều có cổng sạc luôn nha, cổng sạc luôn, có USB để mình gắn sạc luôn, mỗi ghế đều có hết. Đây cái sàn của nó là sàn lót bằng gỗ nha mọi người. À, một chiếc limousine khá là đẹp. Rồi, okay, ok bây giờ mình sẽ chạy xuống dưới mình rước khách cho mọi người ơi. Tới giờ là đóng cửa lại. Cái điện thoại này nó vụt đó à. Vô. Rồi, gia lại thôi. Cái này là cái đồng hồ tốc độ này nha mọi người. À, đồng hồ tốc độ này để cho tài xế nhìn rõ một chút. Rồi, giật thôi. Ở đây là cái chỗ mà gửi xe giá giỏ, xe ô tô. À, gara xe đồ đầy đủ hết. À, cái quán cà phê cực kỳ là đông khách luôn ta ơi. Quán cà phê cây kiển hả? Đó.
Ok, tới đây mình sẽ rẽ trái nha mọi người. Rẽ trái thôi. Đeo cái xích beo vô. Để không đeo cái mấy anh áo vàng thấy cái mấy ảnh ngoắt vô rồi tốn tiền nữa. Nói chung á là anh em mà tham gia giao thông, anh em nên tuân thủ đúng luật lệ giao thông nha anh em ơi, chứ để tránh bị phạt quan á nha. Wow, kẹt xe dữ ta. Đây là khu vực xã Lý Văn Lâm, phường 8 nha mọi người. Chà, kẹt dữ ta. Có cây đèn xanh đèn đỏ mà kẹt dữ rồi. Thì mới nhắc mấy ảnh có liền ta. Chà. Rồi ok, tranh thủ chạy xuống để rước khách thôi mọi người ơi. Ok, chuẩn bị tới điểm rước khách rồi mọi người ơi. Hình như là ngay cái cống này hay sao nè. Đây, nhìn trên bản đồ của hành khách gửi thì chuẩn bị tới. Vậy là mình sẽ qua cái cống nha mọi người. Mình sẽ qua cái cống thì sẽ tới. Ok, mình sẽ qua cái cống thì sẽ tới nha mọi người. Đây có lẽ là đây là cái điểm để mình rước khách đây. Ok, đậu đây đi. Rồi ok, bây giờ mình sẽ chờ khách ra thôi mọi người ơi. Mình nghĩ là chắc nhà này hoặc là nhà đằng này khách điện luôn. Alo, anh nghe nè. Đúng rồi, anh đang tới đậu trước nè. Rồi. Ok, bây giờ mình sẽ xuống để mình chất đồ khách thôi mọi người ơi. Khách của mình cũng đang ra rồi kìa. Đó, ok. Mở cửa ra cái. Mở cửa ra cho khách vô. Vậy là đằng kia kìa. Ồ. Mình sẽ mở đèn ưu tiên lên nha. Hơi hơi hả? Năm cái vali hả? Còn mấy cái bự nữa không? Đồ tức tốc luôn. Đủ. Để anh nước là em thấy rồi. Thấy hả? Còn hai cái bự nữa gì á. Yeah.
Rồi vậy mình đủ hay mình giọt ha? Rồi. Rồi hết đồ chưa? Đề ba. Còn dư ghế thanh thang nữa không? Còn mấy cái ghế mà sao? Xanh thanh thang dư ghế. Xe này ghế nhiều dữ vậy? Ghế nhiều cũng đắt. Đây. Đây. Đóng cửa, cửa anh này. Đây chỉ cái chốc mình lên đó đi chứ đâu có phải ra. Ra chưa chứ cho nó ngồi. Là tại vì tưởng cái dốc hôm bữa bữa nay ghế này nhiều ha. Nếu một tí nữa đi lên thì chứ phụ lên lên ghế này. Ờ, ngồi đây mà. Anh ơi, họ chạy lên đường phường 6 mà gần cái lưng thương chạm anh. Dạ. Hiện tại bây giờ thì xe mình đã tới thành phố Cà Mau rồi mọi người ơi. À, đây là khu vực phường 7, thành phố Cà Mau. À, trước mắt mọi người là cái vòng xoay cầu Quỳnh Thúc Kháng nè. Đó, mình quẹo phải thì sẽ lên cầu Quỳnh Thúc Kháng nha. Mình rẽ trái thì sẽ ra trung tâm phường 5, thành phố Cà Mau. À, bây giờ mình đi thẳng lên phường 6 để mình rước thêm một người khách nữa mọi người ơi. Rước thêm một người khách nữa rồi mình sẽ khởi hành luôn nha. À, bên tay trái mọi người là cái công viên thiếu nhi để cho mấy em thiếu nhi mà bắt chiều tối hoặc là thứ bảy chủ nhật để người nhà đưa mấy em đó lên đó chơi. Bên tay trái mình là bệnh viện Sản Nhi, bệnh viện Sản Nhi nằm khu vực phường 6 nha mọi người, một cái bệnh viện về nhi đồng sanh đẻ cực kỳ là lớn luôn mọi người. Đây là khu vực chợ phường 6 nha mọi người. Anh em nào ở Cà Mau thì comment dưới video cho mình biết nha mọi người ơi. Ok, bây giờ mình sẽ chạy lên tới phường 6 mình rước một người khách nữa xong rồi mình bây sẽ hôm nay chị? Mình sẽ đi cái tuyến đường Quảng Lộ Phụng Hiệp nha mọi người. Nói chung á là mình chạy bao thì mình đi tuyến đường Quảng Lộ Phụng Hiệp đi cho nó nhanh. Nó không có tốn phí nữa mọi người ơi. Với lại cái đường Quảng Lộ Phụng Hiệp nó bây giờ nó cũng khá là dễ đi luôn, nó không có khó đi gì đâu. Ok, tranh thủ chạy lên rước một người khách thôi. Vừa qua bến xe một chút xíu mọi người ơi. Hồi thì mình sẽ quay về đường Quảng Lộ Phụng Hiệp nha. Đây là cái khu vực phường 5 nha mọi người. Đó, mình rẽ phải thì sẽ lên cái tuyến đường Quảng Lộ Phụng Hiệp nha. Đó. Cái đoạn đường mà mình rẽ phải từ đây đến cái cầu Cái Nhúc là ở đây là một cái khu trung tâm hành chính mới của tỉnh Cà Mau nha. Đó, một cái trung tâm hành chính cực kỳ là lớn luôn, tất cả những cơ sở ban ngành đều tập trung ở đây luôn nè mọi người. Ở tòa nhà Viettel, một cửa sở giao thông vận tải gì á là tập trung bên đây hết. Đó, mọi người thấy bên phải không? Bên phải mình á là những cái tòa nhà cao lớn lớn, đó là những cái cơ quan đó nha mọi người. Ở đây toàn là cơ quan không nha. Đó, để mình quay cho mọi người xem một khu vực ở đây. Đây là một cái quảng trường cực kỳ là lớn phía bên tay phải mình nè, cực kỳ là lớn luôn để tổ chức những hội chợ, những triển lãm, những hội nghị lớn á. Trước mắt bằng mình là một cái vòng xoay nha. Mình sẽ ôm cái vòng xoay này mình đi thẳng thì sẽ
lên quảng lộ Phụng Hiệp nha mọi người. Ok, bây giờ ôm vào phòng xe thôi. Tới địa phận thị xã Ngã Năm rồi mọi người ơi. Hôm nay mình sẽ giới thiệu thị xã Ngã Năm cho mọi người xem nha. Mình chuẩn bị vô địa phận của thị xã Ngã Năm mà nha mọi người. Mình cảnh báo với tất cả mọi người là khi mà anh em mà có dịp đi ngang quảng lộ Phụng Hiệp này mà đi ngang Ngã Năm thì mình nên chạy đúng tốc độ nha, tại vì ở đây là bắn tốc độ thường xuyên luôn nha mọi người, Ngã Năm với lại Phước Long á đó. Ok, bây giờ mình sẽ giới thiệu sơ lược về cái Ngã Năm Sóc Trăng cho mọi người nghe và tìm hiểu nha. Thị xã Ngã Năm á là thuộc địa phận của tỉnh Sóc Trăng nha mọi người. Đó là một đô thị trẻ nằm phía tây của tỉnh Sóc Trăng. Ngã Năm hôm nay thì đã có những bước chuyển mình rất là mạnh mẽ luôn. Diện mạo nông thôn, đô thị ngày càng khang trang, sáng, xanh, sạch, đẹp nè. Với sự đồng thuận cao của đảng bộ, chính quyền, nhân dân á, thì Ngã Năm đang chung tay góp sức hoàn chỉnh thêm bộ mặt đô thị, tạo khí thế mới cho thị xã. Để trên con đường hội nhập và phát triển nha mọi người. Thì Ngã Năm thì có những cái đặc sản gì thì hôm nay mình sẽ chia sẻ với mọi người luôn. Ở đây thì có những loại trái cây đặc sản của Sóc Trăng rất là nổi tiếng, ví dụ như là vú sữa tím Đại Tâm nè, rồi bưởi Năm Roi Kế Thành nè, và các món ăn đặc sản ở Sóc Trăng thì gồm hủ tiếu cà ri Vĩnh Châu nè, bún nước lèo nè, cháo cá lóc đồng nè, rồi bò nướng ngói nè, bún vịt nấu tiêu nè, đặc sản không á mọi người, cũng có bánh phồng tôm luôn, lạc xưởng Vũng Thơm nè, khô trâu Hạnh Chị nè, rồi bánh bía Sóc Trăng nè, bánh in nè, rất là nhiều đặc sản luôn mọi người ơi. Nếu như có cơ hội mà về Ngã Năm này á, mọi người nên ghé Ngã Năm, có cơ hội để du lịch Sóc Trăng thì mọi người có thể có cơ hội nhiều tham quan nhiều điểm du lịch ở Sóc Trăng này, rất là ok luôn nha mọi người. Xe mình đã chuẩn bị tới cầu vượt quảng lộ Phụng Hiệp rồi mọi người ơi. Cái cầu vượt này thì nó làm nó vượt qua cái quốc lộ 1 nha mọi người. Cầu vượt này thuộc thị xã Ngã Bảy, quảng lộ Phụng Hiệp nha. Mình lên cầu thôi, cái cầu nó cũng khá là dài luôn mọi người ơi. Mọi người nhìn thấy không, hai bên cây cối um tùm không, đó là những cái hàng cây xanh mà lúc trước mình còn chạy xe ở đây người ta mới trồng, nó có chút chiếu à, mà bây giờ là mọi người ui trời ui nó tùm hết trơn, nó rất là đẹp mọi người ơi, mát cực kỳ luôn đó. Mình rẽ phải thì mình sẽ về Sóc Trăng nha. Bây giờ mình sẽ đi thẳng, hôm nay mình sẽ không vào trung tâm thị xã Ngã Bảy. Ngã Bảy bây giờ lên thành phố rồi mọi người, thành phố Ngã Bảy nha. Ủa, mình sẽ đi cái đường tránh thành phố Ngã Bảy nha, chứ mình đi vô thị xã thì nó đông xe lắm. Cái đường tránh này cũng cực kỳ là im luôn mọi người.
khá là đẹp luôn đó mọi người ơi. Xe bình đã tới Cần Thơ rồi mọi người ơi. À, bây giờ mình sẽ chạy vòng vào bến xe Cần Thơ, mình rước một người khách nữa nha mọi người. À, khách hàng của mình đang đợi ở ngay bến xe trung tâm thành phố Cần Thơ nha. À, đây là cái đường dẫn để mình lên cầu Cần Thơ nè. Còn cái đường mà vào trung tâm thành phố Cần Thơ thì nó đi đường kia nha mọi người. Wow, một cái đường dẫn có 3 làn xe luôn. À, cực kỳ là đẹp mọi người ơi. Wow, phía trước mình có một chiếc xe Solati của Gia Minh. Ôi ôi, cũng con vợ màu trắng luôn. Wow, bên hông có một chiếc Tata luôn mọi người ơi. Chiếc Tata này nó giống con vợ nhỏ mình quá. Nhưng mà con vợ nhỏ của mình màu xanh mọi người ơi. Chiếc Tata này màu bạc. Đó. Ok, bây giờ cái ngay tại cái bến xe Cần Thơ thì hiện tại bây giờ nó thay đổi rất là nhiều luôn mọi người. Đó, nó làm cái vòng xoay cực kỳ là lớn luôn. Đó. Ví dụ như mà mình hướng từ Cà Mau mà mình đi lên á, thì mình sẽ không thể nào mình quẹo vô bến xe Cần Thơ liền được, mà mình phải đánh một vòng ra phía sau rồi mình mới vào được cổng nha mọi người. Đó, ok. Ui, phía bên tay phải của mình có một cái bệnh viện khá là lớn luôn mọi người. Ồ, cái bệnh viện này mình nghe nói là bệnh viện này là dành cho người giàu, dành cho người có tiền đó mọi người. Tại vì cái chi phí ở cái bệnh viện này thì nó khá là đắt đỏ luôn á. Nói chung là Cần Thơ thì là một trong năm tỉnh mà được liệt kê vào một trong năm tỉnh đáng sống nhất của nước Việt Nam mình á. Thì nói chung Cần Thơ là một cũng là một có cái đô thị thuộc dạng như thành phố mà trực thuộc trung ương đó mọi người. Ok, bây giờ mình sẽ ôm cái vòng xoay và mình sẽ đi vòng ra phía sau của bến xe nha. Và mọi người thấy không, cái vòng xoay này người ta mới làm luôn, vẫn còn những anh công nhân mà trồng cây xanh nè. Đó, thấy chưa, trời ơi cái vòng xoay cực kỳ là lớn mọi người ơi. Cần Thơ bây giờ mà có tiền mà mua lên Cần Thơ mà mua đất về đây ở đấy ha, còn gì bằng nữa mọi người. Ui, một thành phố mà cái gì nó cũng có, nó không có thua Sài Gòn gì hết mọi người ơi. Mọi người có nghe nói cái câu mà Cần Thơ gạo trắng nước trong không, ai đi đến đó mà lòng không muốn về đó. Cái không khí Cần Thơ thì nó rất là bảnh, và ở đây nó có nhiều cái tiện ích dịch vụ mà Sài Gòn có thì ở đây có đó nha mọi người. Nhưng mà ở đây thì cái không gian của nó rộng rãi, nó thoáng mát hơn Sài Gòn rất là nhiều luôn. Cho nên là mình cảm thấy là Cần Thơ là thành phố đáng sống đó nha mọi người. Còn những cái tỉnh khác như Đà Nẵng, Quảng Ngãi này, mấy cái tỉnh vùng ngoài thì mình chưa có đi ra, cho nên là mình chưa có biết được những cái tỉnh đó nó như thế nào. Hy vọng là thời gian sau này sẽ có cơ hội để mình đi tham quan những cái tỉnh đó nha. Anh em nào ở tỉnh nào thì comment cho mình biết nha, để khi mà mình có đi ngang đi qua mình sẽ liên hệ với anh em ra uống cà phê nha.
sang đó toilet này sao đó. Mình đem lên trên đại đi ha. Dạ, xe mình gọng không? Xe gọng không? Dạ, gọng. Bây giờ hành khách của mình đi vệ sinh một chút xíu. Cho hành khách đi vệ sinh cho hết rồi bắt đầu mình tiếp tục lên đường nha mọi người. Đó, hiện tại bây giờ thì mình đang đứng ở cái bến xe khách trung tâm thành phố Cần Thơ nè mọi người. Bến xe khách này là phương trang rất là nhiều luôn đó nha. Ở trong này đậu mấy cái xe này chắc xe của mấy anh cán bộ quản lý bến xe quá. Bến xe này là bến xe trung tâm thành phố Cần Thơ. Xe này là thấy là xe của phương trang nhiều. 1, 2, 3. Wow, chỗ đậu xe ông ra cũng mấy tầng luôn á mọi người. Đây là cây xăng nha. Phía bên kia có trung tâm đăng kiểm xe cơ giới. Mình đủ chưa chứ? Đủ chưa? Lên đường thôi mọi người ơi. Đang lên cầu Cần Thơ luôn mọi người ơi. Hôm nay mình sẽ quay lại cái cầu Cần Thơ vào ban ngày cho mọi người xem nha. Đó, quá trời lớn luôn mọi người ơi. Thank you.
Trời ơi, bên hông mình có một chiếc xe giường nằm màu xanh cực kỳ là đẹp luôn. Đó, ok mọi người, đây là một cái hướng mà mình rẽ ra Bình Minh Vĩnh Long và một cái hướng là mình đi lên cao tốc nha. Hôm nay là mình sẽ đi cao tốc Cần Thơ Mỹ Thuận nha mọi người. Tại vì cái cao tốc Cần Thơ Mỹ Thuận là hiện tại bây giờ chưa có thu phí, cho nên là mình đi cái đường này đi cho nó nhanh. Mà bình thường mà bây giờ mình đi quốc lộ 1 cũng được nữa mọi người. Quốc lộ 1 hiện tại bây giờ cũng ít xe lắm luôn á. Tại vì có đường cao tốc đó, cho nên cái lượng xe nó chia ra. Cho nên là đường cao tốc bây giờ cũng ít xe nữa nha. Ồ, hiện tại bây giờ mình gần tới cầu Mỹ Thuận 2 rồi mọi người ơi. Wow, ở đây sao khói quá trời khói vậy ta. Wow, người ta đốt gươm đốt gã hay gì mà khói mịt mù luôn kìa. Trời ơi, cái đường cao tốc này là cho tốc độ tối đa là 90 km/h nha mọi người. Tốc độ tối thiểu là 60 km/h nha. Đó, anh em cứ chạy thoải mái luôn. Ở hiện tại bây giờ thì nó chỉ có 2 làn xe thôi. Đó, bây giờ mình sẽ chuẩn bị tới cái cầu Mỹ Thuận 2 nha. Hôm nay mình sẽ quay lại cái cầu Mỹ Thuận 2 cho mọi người xem. Mọi người cùng mình ngắm nghía cái cầu Mỹ Thuận 2 nha. Rất là đẹp luôn mọi người ơi. Khi mà qua cái cầu Mỹ Thuận 2 này rồi á, mình sẽ ghé cái trạm dừng chân để cho khách mình ăn uống vệ sinh nha. Nhiều chỗ nước ngoài không có đó nha. Mỹ Thuận 2 cô. Còn bên kia là Mỹ Thuận 1. Cái cầu rất là đẹp đó. Cầu này Việt Nam làm, cầu kia Nhật Bản làm. Nhật Bản hay là Mỹ ta quên mất tiêu. Mình chuẩn bị quẹo lên cao tốc Mỹ Thuận Trung Lương mọi người ơi. Thì hôm nay mình lựa chọn tuyến đường cao tốc Mỹ Thuận Trung Lương để mình đi. Cái thứ nhất là nó sẽ nhanh. Cái thứ hai là hành khách của mình nó không có bị dằn, bị ói nha mọi người. Tại vì đi quốc lộ 1 thì nó cũng khá là dằn so với đi đường cao tốc này. Thì đi quốc lộ 1 so với đường cao tốc này thì chi phí mình tốn tầm khoảng 100 ngàn nha mọi người. Đó,
đi đường quốc lộ 1 cũng tốn phí, đi cao tốc này cũng tốn phí, nhưng mà đi cao tốc này á, nó phí nó hơn, nó trên là 100.000, nhưng đổi lại đi đường này nó rất là im. Tất cả vì hành khách mọi người ơi, mình muốn cho hành khách mình trải nghiệm một cái cung đường nó im, nó không có bị dằn bị ấu nha mọi người. Wow, trời ơi, có một chiếc 29 chỗ xe tour thì mọi người ơi, u con nữa trời ơi, ngay chân chiếc xe mình đang mong ước luôn mọi người ơi. U là trời, nó quá đẹp luôn mọi người, ông nội mẹ ơi. Cái đường tuyến đường cao tốc Mỹ Thuận Trung Lương này thì anh em chạy được tốc độ tối đa là 90 km/h nha, và tối thiểu là 60 km/h. Thì cái đoạn đường này nó cũng có hai làn xe thôi. Đó. Wow, ước gì bây giờ trúng ba tờ giấy số để mình mua chiếc 29 chỗ này, mình chạy đi chơi, mình đưa mọi người đi du lịch miễn phí ha. Qua lúc nãy giờ thì mình cập nhật được là tình hình là cái cao tốc mà Trung Lương Sài Gòn đó, hiện tại bây giờ kẹt xe từ cái trạm Bến Lức mà tới hết đường cao tốc luôn mọi người đó. Bây giờ mình sẽ lựa chọn cái tuyến đường khác để mình đi nha. Hôm nay mình cũng sẽ chỉ cho mọi người đi một cái con đường khác mà nó cũng tương đương như đường cao tốc này thôi, nhưng mà nó hạn chế cho mình cái chuyện kẹt xe nha. Bây giờ mọi người đi tới cái nút giao Bến Lức này nè, mọi người rẽ xuống nha mọi người. Cái đường này gọi là cái đường cầu tre, cái đường cầu tre hay gì mình quên rồi mọi người. Đó. Thì mình rẽ xuống thì mình đi hết cái đường dẫn này, cái mình quẹo ngược lại nha, quẹo phải ngược lại nha, mình sẽ đi cái đường cầu tre. Đó. Cái đường cầu tre này thì nó rất là ít xe luôn, con lộ thì nó cũng nhỏ, nói chung nhỏ là nhanh, nó không nhỏ mà lớn nó cũng không lớn nha. Nói chung là một chiếc xe 29 chỗ mình đi được nha. Đó, hai xe 29 chỗ mình đi được thì mình sẽ đi thẳng tới cây tới mà chợ điểm luôn á mọi người. Nó không có tình trạng kẹt xe luôn. Đó, anh hôm nay mình chia sẻ lại cái tuyến đường này, nếu như mà những anh em mà đi mà có cập nhật được á, là cao tốc đang kẹt chỗ trạm thu phí rất là nhiều, thì mình đi cái tuyến đường này thì nó sẽ tiết kiệm cho mình thời gian rất là nhiều luôn, nó không hề kẹt xe luôn nha mọi người. Mọi người thấy không? Đó, cái con đường cầu tre nè. Mình đang đi nè mọi người. Đó, nói chung nó cũng khá là rộng luôn chứ đâu có hẹp gì đâu ha. Đó, xe 16 chỗ của mình đi bình thường. Đó, cái đường này nó giống như đường Quảng Lộ Phụng Hiệp gì đó mọi người. Nó nhỏ hơn đường Quảng Lộ Phụng Hiệp một chút, nhưng mà nó rất là ít xe luôn. Đó, nó không có xe lớn mọi người. Đi thoải mái luôn không? Tính ra nó ngang ngửa với đường cao tốc thôi chứ nó không có xa hơn bao nhiêu. Nhưng mà mình đi cái đường này thì nó sẽ không kẹt xe cho mọi người. Anh em nào mơ mốt mà có cập nhật được cái tình hình là kẹt xe thì nên đi đường này nha. Thank you.
đón cô.